Nhưng mà em mà nóng lên thì chắc là anh sợ. Vậy hả? Thôi em nóng thử gì coi chứ, thì thấy mặt em có gì để sợ luôn á. Không, đâu có, chị thấy rồi chứ em ra ngoài đời đâu ai hiếp em. À vậy hả? Hay. À, em năm 20 tuổi khi vào Sài Gòn á. Em tính là theo con đường ca hát mà không may cuộc đời. À, em bị hai bệnh, bệnh đau bao tử với đau họng, cuối cùng em mất giọng. Trời đất ơi. Đến năm 32 tuổi là em thấy mình không đủ khả năng theo. Tại hồi xưa bố em hát hay lắm. Không phải là sở thích ạ, phải là sở thích ạ. Phải là sở thích ạ. Em thích nặng mụn. Nặng mụn gì? Tự nhiên đang nhắc người yêu cái tự nhiên thích nặng mụn. Tại vì nếu mà em có người yêu mà người yêu em có mụn thì em thích nặng mụn cho người yêu. Có mụn không? Trên nhìn em có. Không. Có. Cát Tường xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và trưa hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món ăn gì đây? Dạ, không phải Cát Tường thưởng thức mà hai người tham gia chương trình sẽ được thưởng thức. Cứ mỗi tuần sẽ được thưởng thức những món ăn ngon từ chương trình đã chuẩn bị sẵn. Và những người tham gia chương trình sẽ được có một cơ hội tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Rồi, ngồi đây đợi chị Tường nha. Chưa có được mở mặt nạ đâu, chị Tường sẽ ra mời bạn gái vào cái đã. Mời em gái cha. Quá xinh, quá hấp dẫn, quá đặc biệt. Chị mở mặt nạ cho em nha. Mở mặt nạ được rồi em trai. Rồi chào em. Dạ chào chị. Nãy giờ nôn mở mặt nạ lắm hả? Dạ. Tại sao? Là tại muốn nhìn thấy hay tại tối quá khó chịu? Nôn nhìn người bên kia. À, nôn bây giờ mở ra chị mới thấy chị Tường thôi chứ chưa thấy người bên kia nha. Rồi em giới thiệu trước đi, em tên gì? Trước tiên em chào chị Cát Tường, chào anh chị và các bạn. Ừ. Dạ, chào bạn gái bên kia. Em tên Trần Văn Dũng, năm nay 38 tuổi, quê ở Hà Nam. Ừ, Dũng vào đây lâu chưa? 20 năm và 20 cùng năm. Với gia đình. Hiện tại Dũng đang sống ở đâu? Sống ở Thanh Xuân, quận 12. Mình đang làm công việc gì Dũng? Em kinh doanh đá, hoa cương, xây dựng. Làm công việc này lâu chưa? 6 năm. Là mình làm cho người ta hay mình làm riêng cho mình? Em làm của em. À, mình có nhân công phụ không? 5-7 người, tại cái nghề đá này thì ít người lắm. Rồi, vậy là chung là cũng làm chủ doanh nghiệp, đúng không? Mình làm cái công ty này lâu chưa? Khoảng 6 năm nữa chị. 6 năm rồi. Ừ. Vậy trước đó thì mình làm gì cơ? Làm công ty, làm công ty. À, làm cho người ta, rồi sau đó mở cái này ra là mình mới làm riêng cho mình đúng không? Dạ. Rồi, chào em gái, em tên gì? Hajimemashite. Watashi wa Watto moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. À, biết tiếng gì không? Tiếng Nhật, hay là tiếng... Hay ha. Mà cô nói gì hiểu không? Ờ, hay, bỗng hiểu như chim hót vậy đó. Em nói gì với em? Dạ, em nói là em xin chào chị Cát Tường và chào anh bên đó và mọi người. Ừ. Em tên là Vân, xin mọi người giúp đỡ. À, cái đó rồi. Là một cái câu giới thiệu bản thân xã giao của bên Nhật. Rồi, vậy là mình có gì liên quan với nước Nhật hả em? Dạ, tại vì em làm việc cho Nhật ạ. Ừ. Công ty em hiện tại là khách sạn nhưng mà khách hàng của em là người Nhật. À, mình làm ở công việc đó lâu chưa? Dạ, hiện tại em làm cũng được 4 năm từ khi 4. Bắt đầu. Ừ. Cái công việc chính của em trong công ty là gì? À, thì công việc chính của em á, thì em bao quát hầu hết mọi việc. À, em hướng dẫn cho khách nè, rồi quản lý vệ sinh, mọi thứ trong công ty. Cũng có khi là dắt khách đi tham quan. Rồi thì thi thoảng nếu mà khách cần phiên dịch thì em cũng phiên dịch. Hồi xưa trước khi làm công việc đó mình làm gì mà mình nói tiếng Nhật hay vậy? Dạ trước đó thì từ lúc 18 tuổi á, thì em tự đi học đại học á, thì em đi làm thêm cũng trong nhà hàng Nhật luôn. Ừ. Sau đó là cũng làm môi trường Nhật thì em nghĩ là tiếng Nhật là cần thiết thì em học thêm tiếng Nhật. À, rồi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi. 31 tuổi, à, anh 38 cũng được ha, cũng vừa ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Dũng là gì nè? Chịu khó làm, đôi khi nhẹ dạ, có tính thương người á. Ai đó cứ than khổ hỏi vay tiền cuối cùng cho vay. Mà có lúc em không có tiền em đi vay nợ lãi cho người ta cuối cùng mình phải bỏ tiền trả. Trời đất ơi, cái gì? Ví dụ mình có tiền túi thì mình giúp cái này mình đi vay luôn. Nhưng người ngoài thì mình có tiền mình cho vay, nhưng còn có một lần đứa em mình thấy thương mình cuối cùng rồi giúp luôn mà đi đứng nợ vay nợ giùm luôn, rồi cuối cùng là mất luôn, rồi mình phải tự trả nợ. Thì nó cũng trả nhưng mà lâu lâu cũng vặn hết trơn phải không? Rồi vậy thì bây giờ cũng là lớn tuổi rồi mà bây giờ còn đến chương trình gặp chị Tường nữa, thì bản thân mình có được những cái thành tựu gì về cái sự nghiệp của mình? Nếu mà nói là giàu thì so với ngoài xã hội mình cũng không dám nói là giàu. Nhưng mà cũng có sự nghiệp ổn định. Có nhà chưa? Dạ. Nhà đang ở với ai? Mẹ. Nhờ với mẹ. Đó là nhà riêng của mình hay là nhà của bố mẹ? Ba mẹ con mua, bố mất lâu rồi. À, bố mất lâu rồi. Nhà đây, còn ngoài quê. Ngoài quê là ở đâu? Hà Nam. Hà Nam có gì, có nhà, có gì, đất gì ở ngoài quê đó? Còn đất.
Đất của ông bà hay là đất của mình mua? Đất của bố em để lại đó. Rồi tương lai là em định sao? Định về quê hay là mình ở lập nghiệp ở trong này? Ở đây. Ở đây thì cái đất đó giải quyết thì sao? Không, em không thích thì bán. À, có điểm yếu gì không? Có là đôi khi em bước ra ngoài đời, nếu như em nhịn mà đến lúc em không nhịn được mà em mà nóng lên thì chắc là anh sợ. Vậy hả? Nào em nóng thử gì coi chứ, thì thấy mặt em có gì để sợ luôn á. Không, đâu có, chị thấy rồi, chứ em ra ngoài đời đâu ai ăn hiếp vậy em. À vậy hả? Hay. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Em khá là hòa đồng và dễ thích nghi, làm việc độc lập và có kế hoạch. Nhưng mà điểm yếu của em thì em hơi nguyên tắc quá, thì thà em hơi nguyên tắc quá. Muốn buồn thì em cắm tay. Muốn buồn thì em cắm tay. Hơi buồn cắn móng tay. Dạ đúng rồi. Lúc rảnh rỗi, có thời gian rảnh rỗi không? Nhưng mà may quá em chưa cắn tới móng chân, em mới cắm móng tay thôi. Có đi chơi, có sở thích gì, có đam mê gì không? Thường thì em tập thể thao. Mà trong mùa dịch thì em phát hiện ra đam mê nữa là trồng cây, trồng rau và nấu ăn. Thế tại em cũng có đi gặp bạn bè uống rượu hoặc là đi bar. Ở đâu mà có đất trồng cây, trồng rau? Dạ hiện thì em ở công ty em luôn. Thì trên công ty em có sân thượng thì em trồng rau trên đó. À xong có do thời gian gì chỗ nào dành cho người yêu trơn vậy? Có sở thích gì liên quan đến người yêu không? Người yêu thì không phải là sở thích ạ. Phải là sở thích ạ. Phải là sở thích ạ. À, em thích nặng mụn. Mụn gì? Tự nhiên đang nhắc người yêu cái tự nhiên thích nặng mụn. Tại vì nếu mà em có người yêu mà người yêu em có mụn thì em thích nặng mụn cho người yêu. Có mụn không? Trên nhìn em có. Không. Có một cục mụn trên trán. Mụn đó tại, chắc là tại mụn vừa rồi tư dịch đó. Lâu quá nó nóng rồi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Hồi đó giờ nặng cho mấy người yêu rồi? Cũng ít thôi. Cũng ít thôi. Nặng quá người ta bỏ chứ gì? Tao kể nghe tình trường coi. Tình trường có liên quan gì tới nặng mụn không? Có mấy mối tình rồi? Em thì em có 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ. Có mấy mối tình có nặng mụn? Thực ra là mối tình nào em cũng nặng mụn hết ạ. Ui, bớt quá tam ba bận, bỏ vô mụn đi. Anh này không có mụn, giờ mình không có nặng mụn nữa. Nó giống như là, em nghĩ là nó là đam mê hay sao. Thôi, bỏ đam mê đó đi. Anh này không có mụn nha. Rồi, dạ. Trong 3 mối tình đó có cái gì nó đặc biệt ấn tượng để lại cho em nhiều cái giá trị sâu sắc? Em nghĩ là cái mối tình đầu tiên của em khiến cho em thay đổi nhiều nhất. Mối tình đó quen được bao lâu? Em cũng quen anh đó hơn 3 năm. Nặng mụn suốt 3 năm luôn. Dạ không, ban đầu anh không cho em nặng mụn đâu. Vậy hả, quen bao lâu mới cho nặng? Em quen 2 năm mới cho nặng mụn. Nặng được có 1 năm anh chạy luôn. Chứ em nặng sớm là anh chạy sớm rồi. Hơn là 2 năm mới nặng mới quen được tới 3 năm. Không, tại em nghĩ nếu em nặng sớm hơn thì anh sẽ quen em lâu hơn. À, trễ quá. Rồi, cái đó là mối tình đầu đó hả? Dạ, mối tình lý đầu. Do sao chia tay nè? Có 2 lý do. Một cái lý do là khoảng cách tuổi tác của em ấy. Cái thứ hai là em với anh, ảnh là người nước ngoài, là người Nhật. Cũng có cái nhân duyên, lúc đó là đã làm cho người Nhật chưa? Đã đi dạ, đúng rồi, em gặp ảnh khi mà em 19 tuổi. Em làm ở nhà hàng Nhật thì lúc đó em chưa biết tiếng Nhật, ảnh là người đầu tiên dạy em tiếng Nhật. Rồi, 3 năm thì nó cũng là khá dài. Đã có cái tính tiến tới gì chưa? Ảnh lớn em bao nhiêu tuổi? Lớn hơn em 20 tuổi. Trời đất ơi, dữ vậy? Dạ. Rồi lúc đó là có ý định gì không? Sao chia tay? Dạ, thực ra là khi mà quen nhau 3 năm thì công việc của anh phải đổi nơi á. Anh phải công tác nơi khác thì anh cũng hỏi em là có ý định cùng với anh đi không? Nhưng mà khi đó thì em còn quá trẻ. Em nghĩ là do tình cảm nó cũng chưa đủ để em đánh đổi là phải đi từ một nước Việt Nam của mình mà qua nước khác để từ bỏ hết, nên là em có một cái định hướng riêng. Nên là quyết định là chia tay nhau và chỉ làm bạn thôi. Thì khi đó thì anh cũng rời Việt Nam rồi. Thật sự nếu bây giờ cho quay lại thì có đi theo ảnh không? Thực ra là em không nuối tiếc đâu ạ. Tại vì em chỉ là cảm ơn ảnh. Em cảm ơn ảnh vì anh đã dạy em rất là nhiều thứ. Là đó là cái mối tình mà sâu sắc đó phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Lúc đó mình có sống thử với ảnh không? Thì lúc mà nặng mụn đó ạ. À nặng mụn đó hả? Trời ơi nặng được năm đó hả? Dạ. Ồ mà vậy sao không chịu? Đã sống thử là mình đã yêu người ta rồi mình mới chịu như vậy, sao không đi theo người ta? Rồi gia đình lúc đó là sao, không ai khuyên bảo gì hết? Lúc đó thực ra là yêu, em nghĩ là yêu và kết hôn nó khác nhau. Yêu là sống theo cảm xúc thôi. Yêu là sống theo cảm xúc thôi. Cái lý do chính chia tay là... Lý do chính là bởi vì là hai người chọn hai con đường khác nhau. Nãy chị nghe em kể anh lớn 20 tuổi, thật lòng trong bụng chị nghĩ là em phát hiện ra anh có vợ rồi, nó thiệt sự. Em 19-20 thì tưởng đâu là anh là 30 mấy tuổi là... Dạ. Té ra là người ta cũng có ý định là cũng muốn cầu hôn lấy em đó mà tại dạ, em không chịu. Hay là tại vì ở chung với nhau một năm thấy không hợp? Anh với em hợp lắm. Hầu hết là anh hợp em tới 80% về mọi thứ. Chị nghe cũng, chị thấy nó đẹp quá mà sao cũng mà cũng đẹp, nhưng mà tình chỉ đẹp khi tình đang dở. Có bao giờ có cơ hội gặp lại không? Lần cuối cùng em gặp anh
2 năm về trước. À vậy hả? Dạ, anh có qua đây du lịch thì cũng gặp nhau, em cũng chở ảnh đi ăn các món Việt Nam mà ảnh thích hồi xưa. Ừ, anh lập gia đình chưa? Dạ rồi. À, rồi, thôi xong, rồi, thôi xong. Lỡ trên đò rồi ạ. Lỡ trên đò rồi ạ. Lỡ chuyến đò rồi. Rồi còn những cái mối tình sau này, cái mối tình gần đây nhất thì là từ bao giờ, có cái gì đặc biệt không? Hơn 2 năm về trước mà. Có gì ấn tượng như mối tình đầu nữa không hay là sau mối này? Mối tình đó thì em quen cũng 4 năm, gần 4 năm. Mà sao tuổi đó là tuổi cưới rồi cũng không cưới? Dạ thực ra là em cũng muốn cưới lắm nhưng mà em cảm thấy cái người đàn ông đó, khi mà em bắt đầu tình cảm lớn hơn và muốn đi tới thì em cảm thấy anh không đủ bản lĩnh để che chở cho em. Có rất là nhiều việc lớn em hỏi anh thì anh không trả lời được và không có một cái kế hoạch rõ ràng. À. Ban đầu em chỉ định quen anh 2 năm thôi, tại vì lúc em quen anh là em cũng 26 rồi. Nhưng mà khi mà em đề cập thì anh không có kế hoạch rõ ràng thì em cố gắng em quen thêm hơn 5 nữa. Dạ đúng. Nhưng mà anh vẫn không có một cái gì là câu trả lời rõ ràng cho em. Nguyên nhân em có tìm hiểu không? Em nghĩ là kinh tế. Có nghĩa là anh nghĩ anh chưa đủ điều kiện kinh tế? Dạ, em nghĩ vậy. Sao không thuyết phục ổng, là ổng thiếu tự tin hay là tại vì em có chê bai gì người ta? Em nghĩ nếu mà mọi thứ em đều phải chủ động thì sau khi kết hôn thì tất cả mọi chuyện em phải gánh vác ấy. Thì nó rất là cô đơn. Rồi sau khi nghe tình trường của cổ thì em có cảm xúc suy nghĩ gì không? Có vẻ là người sống nhiệt tình. Thế còn mình, tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Hồi xưa là em năm 20 tuổi khi em vào Sài Gòn á. Em tính là theo con đường ca hát mà không may cuộc đời. Em bị hai bệnh, bệnh đau bao tử với đau họng, cuối cùng em mất giọng. Trời đất ơi, đến năm 32 tuổi là em thấy mình không đủ khả năng theo. Tại hồi xưa bố em hát hay lắm. À. Ông bà cũng hát hay mà. Rồi tình yêu thì sao? Thí dụ như người ta thì có thể là trải qua nhiều mối tình, nhưng em từ xưa nay đó, người thứ hai mà vu vơ thôi chứ không. Là giờ có mối tình nào không? Không. Dạ không. Sao mới nói gì người thứ hai gì? Không, là em nói hồi xưa còn năm hai mấy tuổi đó, ở ngoài quê thì có người đó người ta theo em. Chứ cũng chưa gọi là mối tình, nghĩa là người ta theo mình là mới một phía thôi. Không, cũng có quen hai đứa tâm sự nữa. Có tâm sự thôi. Có. Tâm sự mỏng hay tâm sự dày? Thì hồi đó năm 20 tuổi thì giống như con nít. tình yêu con nít mà. Mà bây giờ là mình chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường mà 38 tuổi. Là do em không có rung động với phụ nữ, không có thích người ta hay là... Không, có thích giới tính em bình thường. Đó, thì thắc có. Mắc tôi phải hỏi dạ. Cho rõ. Nhưng mà các em mà nếu mà để mà thuê phòng hay là ở nhà sống chung với một người con gái nào đó từ xưa nay... Là chưa có? Chưa có, tuyệt đối chưa có. À. Còn vấn đề mà yêu đương thì có từ xưa nay cũng gọi là hai mối tình. Đó, phải có, dạ. Nghĩa là có thích phụ nữ, dạ. Đúng không? Có thích sự qua lại, có không thích em đâu tới đây làm gì. Đúng không? Trời ơi, bậy em, nhiều khi tới tuổi người ta cũng muốn lấy vợ sinh con để cái báo hiếu cha mẹ. Dạ. Không, nhưng mà người ta không có cái đam mê, em có cái đam mê với phụ nữ không? Không có, em từ xưa đến nay thì cũng em nói nghiêm túc chia sẻ thật là theo đuổi con đường ca hát, nhưng mà không may vì vậy thì cuối cùng là đến năm 32 tuổi thì cứ lo làm kinh doanh tới bây giờ. Bị trễ thôi chứ không dạ, phải là mình muốn trễ đúng rồi. Không? Có là có lý do chính đáng. Rồi, thì bây đó, giờ em chưa không muốn lấy một người vợ như thế nào? Thì nói chung gặp nhau trải qua thời gian tìm hiểu, thấy hợp thì tiến tới. Ừ. Có phải có cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn mình chứ? Ngoại hình khá dễ nhìn, phẩm chất tốt, hiền lành, trong sáng. Trong sáng là sao? Rồi cái từ trong sáng khó trong lắm. Sáng bao quát không phải rõ ràng, 38 tuổi mà nói chuyện kiểu đó là không dứt khoát, không rõ ràng là người ta không có chịu đâu. Trong trắng đấy chị. À, trong trắng là trong trắng, mà trong sáng là đang ở đèn là trong sáng. Sáng là sáng, nó cũng trắng đấy chị. Đúng rồi. Trong sáng là khác mà trong trắng là khác. Cái tâm hồn thì nó trong sáng, mà cái con người thì nó mới trong trắng trinh nguyên. Dạ, giờ em nói dạ, thì đúng bây rồi. Giờ em muốn là con tâm hồn trong sáng. Dạ. Là chị là tâm hồn rất trong sáng. Mặc dù chị 45 tuổi, 8 đời chồng, chị vẫn tâm hồn trong sáng. Chị 45 tuổi, 8 đời chồng, chị vẫn tâm hồn trong sáng. Nhưng mà chị không có trong trắng. Bây giờ em muốn trong sáng hay là em muốn trong trắng? Trong trắng. À, trong trắng, nói trong trắng cho ông 38 tuổi, ông lấy vợ mà ông không nói cho rõ sao được. Em trong sáng hay trong trắng? Dạ em trong sáng. Dạ em trong sáng. À, em nghĩ là cái mối tình đầu tiên của em khiến cho em thay đổi nhiều nhất. Mối tình đó quen được bao lâu? Em cũng quen anh đó hơn 3 năm ạ. Là đó là cái mối tình mà sâu sắc đó phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Lúc đó mình có sống thử với anh không? Thì lúc mà lạnh muộn đấy ạ.
là nặng bụng đó hả? Trời ơi, nặng được năm đó hả? Em trong sáng vậy dạ. Là em cùng phe với chị hả? Dạ. Trong sáng chứ không trong trắng dạ, hả? Dạ đúng rồi. Thì mới yêu như yêu lần nào đúng không? Dạ đúng rồi, yêu ai cũng như yêu lần nào. Nhưng mà đó chỉ là cái ước mơ thôi, còn cuộc sống đâu có nói trước được. Tao nói có những cái chuyện định mệnh nó sẽ là định mệnh. Thế thì bây giờ làm tôi hoang mang quá, tôi không còn trong trắng nên tôi hoang mang. Có hình không cho chị mượn hình coi coi em. Wow. Trời ơi, xuất sắc nha, lựa đi trong bốn cô đó coi coi cô nào trong trắng. Ôi trời ơi, à ba anh nhưng mà loại hết anh rồi, còn hai anh thôi. Năm anh 20. Em nghĩ là anh này. Sao em nghĩ là anh đó vậy? Tại em nghĩ là cái tính cách anh nó hiền hiền như vậy thì chắc là vậy đó. Tự thấy thì tôi mệt. Rồi bên đây, ai? Đây. Nếu cô đó thì em chịu không? Được. Cô đó là còn trong trắng đó. Em vẫn trong trắng mà chị. Sao không tin tưởng tôi vậy ta? Cầm nó đi, bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim nha. Một, hai, ba. Em là chọn sai rồi. Chào anh. Em gái là chọn sai rồi, đúng không? Tại vì 20 năm rồi chị. Ừ, nhưng mà anh trong hình anh đẹp trai hơn ngoài. Dạ đúng rồi, xương gió mờ nhân ảnh. Còn em là giờ biết cô nào chưa? Nhìn lại coi. Đây. Đúng rồi, cô đó mới đúng, cô kia là không có đúng đâu. Em cũng có món quà tặng cho anh mặc dù... Tôi thấy món quà này ngộ lắm á, tặng qua đi rồi tôi mới hỏi. Anh cảm ơn. Rồi. Bây giờ bó hoa thì mình cũng biết ý nghĩa của nó rồi ha. Dạ. Rồi nhưng mà tại sao tặng ta chai rượu vậy? Rượu vang là một trong những loại rượu mà em thích. Thì em hy vọng là khi mà em tìm được người bạn phù hợp thì cả hai sẽ cùng uống chai rượu này. Rồi thôi bây giờ vậy. Còn hơi chút bỡ ngỡ vì mới gặp nhau. Giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau đi. Rồi chị Tường sẽ quay lại thì nó dễ hơn. Mời hai bạn thưởng thức nha. Đây là món gà cuốn lá dứa với thịt gà lóc xương, tẩm ướp hơn 3 tiếng cùng các gia vị. Điểm nhấn là mùi thơm tự nhiên của lá dứa cuốn với gà và chiên giòn. Món thứ hai đó là món sườn bò Mỹ hầm táo với nguyên liệu cao cấp gồm sườn bò nguyên tảng nè, táo đỏ, táo xanh, cần tây, rượu vang và nước cốt tủy bò mang vị ngọt đặc trưng. Và dùng những cái món đồ tráng miệng giống như là nha đam pha lê và dương chi cam lộ. Xin mời hai bạn nhé. Và trên bàn đang có sẵn những cái chủ đề chị Tường đã để sẵn rồi. Các bạn hãy khám phá, mở ra và cùng trò chuyện với nhau theo những cái chủ đề trên đây. Em làm được không? Tự tin lên mình nha. Yeah. Chủ động xíu nha. Dạ. Cứu vớt anh ấy với nha. Anh vào đây cũng lâu rồi. 20 năm, 18 tuổi rồi. Là anh với gia đình anh sống ở đây luôn? Ba mẹ con. Dạ. À, anh có em trai em gái? Có chị. Cái lá đầu tiên của em là đồng vợ đồng chồng. Anh nghĩ sao về việc này? Hiểu nhau, người vợ biết chia sẻ hỗ trợ. Còn người chồng thì sao ạ? Không phải. Em anh có thể người nói chồng rõ phải không? Có sự độ lượng. Nếu mà người vợ không làm gì sai thì tại sao gọi là độ lượng? Anh suy nghĩ thông thoáng đi tí. Em thì em nghĩ hơi khác. Trong cuộc sống gia đình, ví dụ như công việc của người vợ cũng có lúc bận hoặc người chồng có lúc bận thì mình nên hỗ trợ nhau. Chứ không phải nhất là em phải nấu cơm em này kia thì anh đi làm về anh chỉ ngồi chờ cơm em thôi. Mà đôi khi người vợ phải chăm con cũng không có thời gian để nấu cơm hoặc là chưa kịp nấu, người chồng cũng nên hỗ trợ người vợ một chút. Thế ví dụ như thì anh cũng nói chung là hiểu đó. Dạ. Hiểu nhau đó. Dạ. Tính em thì hơi chi tiết đấy. Nên là đưa một cái ví dụ chi tiết thì nó sẽ rõ cái câu chuyện ra hơn. Không, anh thì cũng hòa đồng thôi. Dạ. Giờ chén nấu cơm cũng được, tại anh nấu ăn cũng ngon mà. Anh có thể hỏi em về vấn đề đó. Sống riêng. À, sống riêng là sống riêng có nghĩa là không muốn làm dâu đâu. Em muốn làm rõ giữa cái từ sống riêng và từ không muốn làm dâu. Em tại sẽ làm dâu. Tại nhà anh thì dễ, mẹ anh hiền. Em không có quan trọng hiền hay dữ mà em nghĩ là bố mẹ chồng cũng như bố mẹ em. Nên em không dùng từ làm dâu mà em sẽ chăm sóc như chăm sóc bố mẹ em. Nhưng em muốn ở riêng. Tại sao? Vợ chồng luôn luôn có một cái cuộc sống khác. Ví dụ như lúc mình cãi nhau, mình giận nhau thì sẽ ảnh hưởng tới không khí của một gia đình. Hoặc là ngay cả lúc mà ví dụ vợ chồng mà muốn giỡn với nhau hay là vui vẻ với nhau một xíu thôi, nhưng mà có bố mẹ ở đấy thì mình cũng không có thoải mái, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm của vợ chồng. Nên em muốn là có một cái không gian riêng hoàn toàn. Em chấp nhận luôn là ở nhà thuê cũng được. Nếu mà anh sợ mẹ anh ở một mình thì mình có thể thuê ở gần nhà. Em có thể chạy qua lo cơm nước cho mẹ, ốm đau bệnh tật em chăm được. Nhưng phải ở riêng, tối về phải ngủ riêng ở nhà mình. Sau này có con em cũng muốn phải ở nhà riêng. Tại sao? Phải ở nhà riêng thì em mới dạy con em được. Còn khi ở chung, người ra tiếng vào em rất khó dạy con.
mỗi người một ý kiến. Mình không thể nào dạy con theo cái mong muốn của mình được. Mà khác biệt giữa hai thế hệ thì khó dung hòa lắm. Nhà riêng cũng được mà. Dạ. Quan trọng là bố mẹ mình vẫn chăm sóc bình thường. Dạ chứ, đúng rồi. Chứ đôi khi ở gần mà không chăm sóc thì cũng đúng giống rồi. Như vậy thôi. Còn văn hóa cư xử trong gia đình thì với anh thì cái vấn đề mà vợ chồng cãi nhau chắc không bao giờ đâu. Đóng cửa cãi nhau đúng không? Tại vì anh là rất khó trong cái chuyện mà anh nói. Anh nói tục nói bậy là không bao giờ. Anh đừng đóng cửa đánh em nha. Không, đóng cửa em sợ là mình, em sợ lắm luôn. Hiện tại bây giờ là chị em với anh rể là cũng rất hay cãi nhau mà đôi khi em là người can thiệp vào. Mà thậm chí là anh rể ông đôi khi còn quăng còn đánh chị em nhưng mà em là người bảo vệ. Em vợt cho mấy lần thì sợ luôn. Vợt là vợt sao? Vợt bằng mồm hay vợt bằng tay chân? Quát cho mấy câu thôi, còn không thôi là em đánh anh rể em luôn. Vậy hả? Rồi mai mốt đánh vợ luôn hả? Không có, em nó nói tính em không thích bạo lực. À, không thích bạo lực. Có là tại ông đánh vợ mà. Em không cho ông đánh vợ. Tại em nói trước mặt ông, em kêu tôi nói anh nghe, nếu mà tôi á, kể cả một thằng hàng xóm mà tôi thấy đánh vợ con đàn nhẫn tôi cũng nhảy vào tôi đập luôn. Có nghĩa là không có thích vũ phu đúng không? Chắc không, hay là chuyện của người ta chị, thì mình chị thấy người em nhỏ vậy chứ em tập võ hàng ngày đó đúng chị rồi. Em tập võ hàng ngày đó. Hỏi đúng trả lời đúng câu hỏi của tôi, đừng có trả lời lan man, cái đó là chuyện của người ta à. Thì mình binh vực, mà chuyện của mình á có dám chắc chắn xui với tôi là không quýnh vợ không? Không, đảm bảo luôn. À, chưa có vợ sao biết? Cái tính em sống kín đáo. Ví dụ như là có chuyện gì đó trong nhà thôi, chứ còn nếu mà để mà cãi nhau cho hàng xóm nghe là không bao giờ. Thí dụ như vậy em nóng giận lên, em nói là có ba có mẹ không gây gỗ được. Rồi đôi lúc này kia thì rồi em gây gỗ rồi lối xóm người ta có ầm sòm, người ta có nghe không? Dạ không, thường thì tính em thì em cũng không thích gây gỗ đâu. Mà thường thì em tìm cách để giải quyết hoặc là nói chuyện đàng hoàng tử tế, chứ không có chửi tục đánh rồi, nhau ý tại vì em nghĩ đó. Vợ chồng mà mình một khi mình đã lỡ mình chửi cha chửi mẹ người ta rồi là thấy sai lắm rồi. Là không có đúng cái văn hóa văn minh và cái bản sắc của người Việt Nam mình rồi. Mà là con người là phải giữ. Chà, thấy cái bộ cặp hợp quá ha, nãy giờ sao à, tôi bởi... thấy nói về cái chuyện văn hóa thì bởi vậy chị có thấy em nói vấn đề như anh rể em là em bảo vệ được cái vấn đề đó thì em lấy lương tâm nào mà em đánh vợ em? Rồi thôi bây giờ cái chuyện đó tôi tạm ổn đi. Nhưng mà tôi nãy giờ đi ra ngoài tôi vẫn suy nghĩ băn khoăn, tôi áy náy có một chuyện thôi. Bạn này đã có trải nghiệm trong tình yêu rồi, bạn này thì lại chưa có trải nghiệm và bạn này lại muốn một cái gì đó nó còn nguyên vẹn. Thì bây giờ hai bạn có thể trao đổi với nhau thêm về vấn đề đó để mình có thể hiểu nhau về quan điểm của nhau nhiều hơn. Em nghĩ là cái chuyện quan điểm của anh thì em không có bài xích. Nhưng mà riêng về em á, thì em nghĩ là để mà chọn một người chồng thì khi mà yêu em có thể chọn sai. Nhưng em muốn chọn một cái người chồng một lần đúng rồi. Nên là em xác định cái người chồng của em thì phải hòa hợp về mọi chuyện. Ngay cả chuyện vợ chồng. Ý em nói là chuyện phòng the, chuyện vợ chồng dạ, đúng chăn rồi. Gối. Chuyện chăn gối. Em đã thấy rất là nhiều người bạn của em và ngay cả bây giờ hiện thực của xã hội luôn. Mình thấy là có rất là nhiều cặp ly hôn nhau vì không hợp chuyện chăn gối. Và cái kết là thường là họ sẽ chịu đựng, người phụ nữ thì chịu đựng, người đàn ông thì tìm một cái cuộc tình bên ngoài để giải trí. Mục đích của người ta không phải là muốn rời bỏ người vợ của mình đâu, nhưng mà để thỏa mãn. Nhưng mà người vợ thì đâu có chấp nhận được cái chuyện mà người chồng mình phản bội đâu. Nhưng mà nếu nói như em vậy thì làm sao mình biết có phù hợp hay không? Mình phải lấy rồi mình mới biết phù hợp hay không? Dạ không, em không có đồng ý là lấy rồi mới biết phù hợp hay không. Thì lúc đó lấy rồi thì làm sao mà trả hàng lại được nữa, trả về nơi sản xuất lại được nữa. Cho nên là quan điểm của em vẫn là mình phải tìm hiểu cho kỹ và dạ, có sống rồi. Thử tức trước hôn nhân để cho em mình... nghĩ là khi mà đã tìm hiểu một thời gian và đã hiểu nhau mà tới mức là mình xác định người này là cái người mà mình muốn lấy, bước tiếp theo là phải sống sâu hơn. Là hãy giống như là mình phải qua gia đình nhà ảnh như thế nào để coi như thế nào. Sau đó là phải có cái sự sống thử, coi trong cái cuộc sống đó thật sự cái người đàn ông của mình có hợp với mình hay không. Buổi tối sao? Cũng như ban ngày phải hợp nhau thì mới được chứ ạ. Đó, cả buổi tối lẫn ban ngày. Đó là hồi nãy chị ghẹo em, nhưng mà thật sự đó là câu chuyện đó. Giờ em trò chuyện với sống thử thì tại vì từ xưa nay em chưa mà ăn ở chung với một người con gái nào mà... Đó là chưa thôi, chưa có điều kiện. Đâu phải, chưa có em dư điều kiện. Thế tại sao? Nhưng mà tại em không muốn rồi. Em không muốn như vậy. Không, nhưng mà ý theo em, nếu như bây giờ mình lấy nhau rồi thì mình mới phát hiện ra là mình không hòa hợp cái chuyện vợ chồng, thì em là người chồng em sẽ xử lý như thế nào?
Nói chung là khi mình em thì em không phải là con người mà phú vàng phụ bạc không lắm. Vậy nếu mà có đã chấp nhận lấy rồi thì mình sẽ có những sự trao đổi thông cảm thôi. Nhưng mà em thì em nghĩ là cái vấn đề mà sống thử đây á, không phải là em phong kiến hay là khó tính, nhưng mà em nghĩ là rất nhiều người con trai người ta cũng không muốn sống thử chứ không phải là riêng em. Có nghĩa là nếu em quyết định là em lấy ai rồi thì người đó như thế nào, hợp hay không hợp thì em cũng sẽ chấp nhận sống với người đó suốt đời, ý em là như vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có là thí dụ như em với bạn gái đây mà đã trao đổi một cái thẳng thắn rồi. Trao đổi là trao đổi bằng miệng thì cái quan hệ thể xác là nó va chạm nó mới có cảm xúc mới biết được là được hay không. Không. Còn nói miệng là nói ai nói không được, tôi anh là được vậy đó, anh là vậy này kia, còn em vậy em thích sao, nhưng mà tới hồi làm nó không giống vậy. Bởi vậy mới thấy là ông bà mình ngày xưa thật sự rất là khổ. Thời đó phụ nữ đúng là chính chuyên và phụ nữ là phải chịu đựng. Họ chỉ có một cuộc sống, có những người phụ nữ là họ sống bình lặng bên đức ông chồng của mình suốt cả đời. Chỉ là có thể bình an, có thể hỏi hạnh phúc hay không, họ cũng chưa biết thật sự. Họ có sung sướng hay không, đôi lúc có những người phụ nữ chưa được sung sướng một lần nào. Mặc dù đó làm vợ và làm mẹ của nhiều đứa con, ai đã từng trải qua thì người đó mới hiểu được những cái điều này. Còn khi họ chưa vào thì mình có nói họ cũng sẽ không có hiểu. Mình phải luôn tôn trọng ý kiến của từng người. Nhưng mà tự nhiên qua câu chuyện của hai bạn, chị chỉ thấy thương cho những cái người phụ nữ ở những cái thế hệ trước, người ta chịu đựng. Người chồng thì năm thê bảy thiếp, người ta không vừa ý người vợ này, người vợ này không sanh được con, người ta đi tìm người vợ khác. Nhưng mà người phụ nữ là chỉ cần mà hó hé một cái thì bị xã hội sẽ lên án, sẽ quy chụp là không có chính chuyên, là lăng loàn, thậm chí là coi như là cạo đầu bôi vôi thả sông, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng đàn ông thì không có gì cả, đó là cái sự bất hạnh của phụ nữ đó. Rồi thôi bây giờ cái chủ đề đó là để rồi muốn thở, không có tranh cãi nữa, không bàn luận nữa. Bây giờ quay lại chủ đề, chị vẫn thắc mắc, em nói là 10 năm em đeo đuổi âm nhạc mà tại sao em lại bỏ? Đau họng cỡ nào mà lại bỏ, uổng như vậy. Bây giờ em có thể tặng chị Tường nè, tặng bạn gái của mình trong chương trình hôm nay, tặng quý vị khán giả một bài hát được không? Trước tiên em đọc bài thơ cho. Ok. Giờ anh biết đi. Em đọc bài thơ có tựa đề là Gánh Hàng Rong. Nắng trưa hè như thiêu như đốt, lưng mẹ gầy ướt đẫm mồ hôi. Gánh hàng rong đi hoài đi mãi, đôi chân gầy bước đi không nghỉ. Nẻo đường nào mẹ cũng đi qua, tiếng giao vang trên từng góc phố. Đêm khuya rồi mẹ vẫn còn đi, không giờ rồi vẫn còn tiếng giao. Mẹ chỉ mong giấc ngủ cho con. Gánh hàng rong đã nuôi tôi khôn lớn một đời. Này do em viết đấy chứ. Em sáng tác bài này năm nào? Đó là trong cái đại lễ Vu Lan. Rất là hay. Rồi đoạn bài hát đi. Muốn nghèo lên âm của em, cố lên âm. Rồi cố lên bật. Để cố xem coi. Đêm nay nghe tiếng mưa, ngồi đây con nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mười ba con phải xa gia đình, côi cút thân một mình, ôi nhớ mẹ ngày xưa. Trời ơi, là sao? Vẫn hay mà anh. Vẫn hay mà anh. Thì nói chung là cái cổ họng nó tắc. Đọc bài thơ cũng về mẹ, một cái bài hát cũng về mẹ. Anh này có những tình cảm rất đặc biệt, mình rất là quý những cái người đàn ông mà có hiếu với gia đình, tại vì ba chị có hiếu lắm. Rồi thôi, chương trình của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Bây giờ thì đến lúc các bạn phải tự đưa ra cái quyết định của mình. Nếu như mà hôm nay thấy chị Tường giới thiệu cho mình một cái người mà mình cảm thấy là phù hợp, có cái cơ hội để có thể tìm hiểu thêm thì mình cho nhau cái cơ hội. Nếu mình cảm thấy không phù hợp thì mình có quyền từ chối. Đó là một cái sự tôn trọng bản thân cũng như là tôn trọng người đối diện. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để tiếp tục tìm hiểu nhau, bấm mạnh. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. 3. Em muốn làm rõ giữa cái từ sống riêng và từ không muốn làm dâu. Em sẽ làm dâu. Tại nhà anh thì dễ, mẹ anh hiền. Em không có quan trọng hiền hay dữ, mà em nghĩ là bố mẹ chồng cũng như bố mẹ em, nên em không dùng từ làm dâu, mà em sẽ chăm sóc như chăm sóc bố mẹ em. 2. Mình xác định người này là cái người mà mình muốn lấy. Bước tiếp theo là phải sống sâu hơn, sau đó là phải có cái sự sống thử. Sống thử thì tại vì từ xưa nay em chưa mà ăn ở chung với một người con gái nào mà. Đó là chưa thôi. Nhưng mà tại em không muốn rồi. 1.
hết thời gian. À, chắc có lẽ đây là thủ tục thôi. Vậy thì Tường cũng hiểu rằng hai bạn không có phù hợp nhau về cái tư duy, về quan điểm sống. Cái vấn đề về tư duy, quan điểm sống thì nó không có đánh giá được con người ai tốt ai xấu, mà đó là cái quan điểm của mỗi người. Chị chỉ thay mặt chương trình chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một cái nửa mảnh ghép để khi mình ráp vào thì mình sẽ gắn chặt với nhau được cả đời. Chứ mình chọn rồi sai rồi lại gãy đổ thì nó không tốt. Rồi mời hai bạn đứng lên hai bên. Và chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn sản phẩm cốt súp heo của Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn mình thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng em nha. Rồi gửi tặng em. Và đây là món quà của chương trình Son Zurica gửi tặng em để làm đẹp. Và bây giờ thì các Tường hơi buồn chút nhưng mà phải xin chào tạm biệt quý vị nha. Hẹn gặp lại tuần sau, Tường sẽ cố gắng nhiều hơn. 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng cốt súp heo của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.